Thưa quý vị, hàng năm cứ đến ngày Sửu của tháng 12 dương lịch, người Si La ở bản Nậm Xin, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên lại nhộn nhịp tổ chức Tết Ô Sị Chờ cổ truyền của dân tộc. Ngày Tết của dân tộc Si La có ý nghĩa tiễn đưa năm cũ và chào đón một năm mới với mong muốn bình an và cầu cho mùa màng vụ sau bội thu. Trong chuyên mục Câu chuyện cuối tuần hôm nay, mời quý vị cùng phóng viên Thông tấn xã Việt Nam đi đón Tết Ô Sị Chờ nơi cực Tây Tổ quốc. Hàng năm cứ đến ngày Sửu của tháng 12 dương lịch, người Si La ở bản Nậm Xin, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé, tỉnh Điện Biên lại nhộn nhịp tổ chức Tết Ô Sị Chờ cổ truyền của dân tộc. Ngày Tết của dân tộc Si La có ý nghĩa tiễn đưa năm cũ và chào đón một năm mới với mong muốn bình an và cầu cho mùa màng vụ sau bội thu. Từ sáng sớm, ông Hù Trà Xí và vợ đã dậy để chuẩn bị mâm cỗ cho ngày Tết của gia đình. Năm nay, nhờ được mùa nên gia đình ông Xí mổ hẳn một con lợn 30 kg để có thịt dùng cho những ngày Tết. Không khí đầm ấm, hạnh phúc của ngày Tết làm xua tan cái rét của mùa đông ở nơi miền cực Tây của Tổ quốc. Hôm nay ngày vui tất cả anh em dân tộc Si La, ai cũng vui vẻ quá, nhà nào cũng lợn, nhà nào cũng có được, mỗi nhà được một con, khoảng 25-30 cân. Đồ cúng của người Si La gồm một đôi sóc, một đôi cua và một đôi cá. Trong đó, thứ quan trọng nhất không thể thiếu được trong ngày Tết Ô Sị Chờ của người Si La là thịt sóc. Dân tộc Si La quan niệm, con sóc vị thế vô cùng đặc biệt, giống như vật tổ của đồng bào. Và theo quy định của tổ tiên truyền lại, mỗi năm người Si La phải cúng sóc 3 lần vào dịp Tết năm mới, Tết mừng lúa mới và trong đám cưới. Nhất là khi đau ốm, bệnh tật, người Si La lại càng cần đến thịt sóc để làm lễ cúng, cầu cho tai qua nạn khỏi. Thì hàng năm thì bà con đi sản xuất về thì gọi là thu hoạch xong thì bà con chuẩn bị cùi rồi lại chuẩn bị rượu các thứ. Xong rồi là để Tết cho gọi là cúng thờ cho gọi là cậu xin gọi là cho các cháu này có một sức khỏe đi học giỏi này, rồi là không cho ốm yếu đi đâu được may mắn. Ngày Tết nhà nào cũng bày sẵn mâm cơm, bàn rượu để tiếp khách. Năm nay, phóng viên Thông tấn xã Việt Nam được mời ăn Tết cùng gia đình già Lì Trà Tre. Mọi người cùng quây quần bên bàn tiệc, chúc nhau mạnh khỏe, làm được nhiều thóc ngô, nuôi được nhiều con lợn, con gà. Khi những người đàn ông vẫn còn đang chúc nhau bên mâm rượu, lũ trẻ con tụ tập tại bãi đất trống giữa bàn để chơi tù lù, kéo co, ném còn. Thì lễ gọi là lễ tháng 12 thì gọi là ăn Tết, thì gọi là mùa màng thu hoạch xong là sắp xếp công việc, xong là bà con là để chuẩn bị là Tết là cho một năm, thì bà con tộc Si La thì tổ chức là ngày Tết là cổ truyền thì cũng thời gian là 3 ngày, thì cho bà con là vui vẻ là vui chơi. Theo già làng Lì Trà Tre kể lại, trước đây người Si La có rất nhiều lễ hội tín ngưỡng, các nghi lễ liên quan đến gia đình cộng đồng, lễ hội tín ngưỡng và nghi lễ nông nghiệp. Tuy nhiên hiện nay tập quán xã hội và tín ngưỡng chỉ còn duy trì chủ yếu lễ cúng bàn, lễ mừng cơ mới, Tết, một số giá trị văn hóa truyền thống của các dân tộc như nhà cửa, trang phục, các món ăn truyền thống, các làn điệu dân ca, dân vũ, lễ hội đang dần bị mai một. Huyện cũng có rất nhiều cái chủ trương chính sách quan tâm đến đồng bào dân tộc Si La về hỗ trợ về phát triển kinh tế, hỗ trợ về giống cây trồng vật nuôi. Và đặc biệt là đối với việc giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc thì việc phục dựng các bài dân ca dân vũ cũng như là những cái lễ hội tín ngưỡng truyền thống về trang phục là về những cái nếp nhà cũng rất là được quan tâm. Và với cái tất cả những cái chủ trương chính sách đó thì cho đến thời điểm hiện tại thì đồng bào dân tộc Si La về cơ bản họ đã nhận thức rất là rõ và sự tự tôn, tự hào về dân tộc của mình và có ý thức để giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc của mình. Đồng bào dân tộc Si La là một trong 5 dân tộc thiểu số có số dân ít nhất Việt Nam dưới 1.000 người. Đây là dân tộc có nguy cơ mai một về cả số người và văn hóa.
Địa phận cư trú của đồng bào Sila tại tỉnh Điện Biên tập trung ở bản Nậm Xin, xã Trung Trải, huyện Mường Nhé, là một huyện miền núi nằm bên ngã ba biên giới Việt-Trung-Lào.